Hello, xin chào các bạn Trong video hôm qua thì các bạn đã biết là kỳ thủ số 1 của chúng ta Lê Quang Liêm đã cầm hòa được vua cờ Madukasen qua đó giành ngôi đầu bảng Anh được sắp cặp ở tứ kết với kỳ thủ đứng thứ 8 cũng là bại tướng của mình ở vòng bảng David Navarra Như vậy, rõ ràng là Quang Liêm đang ở cửa trên rồi Tuy nhiên thì Navarra cũng là kỳ thủ số 1 của Cộng Hòa Séc Và vòng này là vòng loại trực tiếp Các kỳ thủ sẽ đánh 4 trận để phân định thắng thua nên cũng chưa thể nói trước được điều gì. Ở ván đầu tiên, Quang Liêm được cầm quân trắng đi trước, anh chiến thắng. Đến ván thứ hai, Navarra được cầm quân trắng đi trước, anh cũng chiến thắng. Tỷ số là một đều. Đến ván thứ ba, cũng là ván có ý nghĩa bản lề. Hai kỳ thủ đều cố gắng giành chiến thắng để có được lợi thế ở ván cuối cùng. Mời các bạn theo dõi ván đấu thứ ba để xem là mèo nào sẽ cắn mỉu nào nhé. Ván thứ ba này thì lại đến lượt Lê Quang Liêm được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước mạ F3 thăm dò đối thủ. David Navarra cũng đáp trả bằng nước mạ F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4 hình thành khai cuộc anh. Đen đi tốt G6 mở đường rút tượng lên G7 hình thành biến thể phòng thủ Ấn Độ trong khai cuộc anh. Trắng nhảy mã C3, đen đi tốt D5 tấn công tốt trắng. Tốt trắng ăn tốt đen, mã đen ăn tốt trắng trắng không ăn tiếp mã đen mà đẩy tốt H4, ý đồ dương cao tốt từ rất sớm. Đen đi tượng G7 kiểm soát đường treo lớn và chuẩn bị nhập thanh. Trắng đẩy tiếp tốt xuống H5 gạ đổi. Mã đen ăn mã trắng. Nếu tốt D2 ăn lại mã đen thì hậu đen ăn hậu trắng, vua trắng ăn lại hậu đen và bị mất nhập thành. Do đó trắng lấy tốt B2 ăn lại mã đen. Đen để tốt C5 Mở đường cho hậu phát triển Trắng đi tốt G3 Mở đường cho tượng lên G2 Đen đi tượng D7 Trắng đi tượng G2 Đen đi tượng C6 Tranh giành quyền kiểm soát trên đường chéo lớn với tượng trắng Trắng đi hậu B3 Gây sức ép lên tốt F7 Sau đó có thể nhảy mã lên G5 Để triển khai thấn, tấn công Đen thấy vậy nhanh chóng nhập thành cho an toàn nhưng mà nước đi này thì lại làm cho tốt F7 bị ghim. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng và cột H bị mở thông cho xe trắng kiểm soát. Trắng đi hậu C4, chuẩn bị sang H4 để chồng quân với xe, tạo thành súng cao su trên cột mở H. Đen nhảy mã D7, sau đó sẽ nhảy lên F6 để bảo vệ ô F7. Và theo đúng kế hoạch thì trắng đi hậu H4, đen đi mã F6. Trắng đẩy tốt D3 Mở đường cho tượng phát triển Đèn đi hậu A5 Dọa ăn tốt trắng chiếu bắt xe Trắng đi tượng D2 Bảo vệ tốt Đèn bình xe E8 Mở đường thoát cho vua Trắng dịch vua sang F1 cho an toàn Đèn đi hậu A4 Gạ đổi hậu Nhằm giảm bớt áp lực do trắng tạo ra trên cột MH Trắng không đổi hậu Mà đẩy tốt C4 để chặn lại đen đành phải nhảy mã vào h5 chặn họng súng cao su của trắng và mở đường cho tượng tấn công xe trắng. Trắng chạy xe e1, hậu đen ăn tốt trắng, gây sức ép lên tượng trắng. Mã trắng thì phải bảo vệ tượng nên chưa thể nhảy lên g5 để tham gia tấn công được. Trắng chạy tượng e3 tấn công tốt đen, sau đó sẽ đẩy tốt lên g4 để tấn công mã đen, mở thông cột h. Đen biết là kiểu gì thì trắng cũng đẩy tốt G4 Nhưng mà cũng không dám chạy mã Mà đẩy tốt lên E5 Sau đó sẽ đẩy tiếp xuống E4 để tấn công mã trắng Và quả đúng như vậy Trắng đẩy tốt G4 tấn công mã đen Đen không chạy mã mà đẩy tốt E4 tấn công lại mã trắng Trắng không chịu đổi mã với đen Mà nhảy mã lên G5 tấn công lại tốt đen Và gây sức ép lên OH7 Đáng nhẽ ra ở đây đen nên chạy mã về F6 để bảo vệ đồng thời cả tốt đen và ô H7. Tượng trắng ăn tốt đen thì tượng đen ăn tượng trắng. Mã trắng ăn tượng đen, mã đen ăn mã trắng. Hậu trắng H7 chiếu thì vua đen chạy F8. Tốt trắng ăn mã đen thì hậu đen ăn lại tốt trắng và bảo vệ tốt C5. Trắng bình xe C1 tấn công hậu đen và tốt đen ở phía sau. Thì hậu đen ăn tốt trắng, tượng trắng ăn tốt đen chiếu, buộc xe đen cản chiếu, tượng trắng ăn xe đen, Hậu đen ăn tượng trắng. Trắng có lợi thế hơn về chất, nhưng mà đen lại có tận hai tốt thông ở cột A và B. Cho nên là nếu mà đánh khéo thì cũng chưa chắc trắng đã thắng được. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen lại mắc sai lầm nghiêm trọng là ăn tiếp tốt trắng. Chớp lấy sai lầm này thì tượng trắng ăn tượng đen và tấn công xe đen. Tốt đen ăn tượng trắng tốt trắng ăn mã đen và trong cuộc trao đổi quân này thì trắng lãi được một mã đen đẩy tiếp tốt xuống d 2 tấn công xe trắng trắng binh xe d 1 chặn lại và kết hợp với tượng tấn công tốt đen do kém hơn một mã cho nên quân tốt sắp phong cấp này bây giờ là ngôi sao hy vọng của đen đen thí xe ăn tượng trắng quyết bảo vệ ngôi sao hy vọng tốt trắng ăn lại xe đen đen đi hậu c 2 tấn công xe trắng Trắng đi vua F2 liên kết song xe. Không làm gì được trắng. Đen đánh đẩy tốt F6 để tấn công mã trắng. Đánh đuổi quân mã nguy hiểm đang án ngữ trước thành của vua đen. Không thèm chạy mã, trắng đi hậu E4 gạ đổi hậu. Nếu bây giờ đen chạy hậu, ví dụ chạy A4 chẳng hạn thì hậu trắng E6 chiếu. Vua đen chạy F8 thì hậu F7 chiếu hết. Vua đen chạy h8 thì tốt trắng ăn tốt đen chiếu, buộc tượng đen cản chiếu và tiếp theo thì hậu f7 rồi h7 chiếu hết. Nếu đen đổi hậu với trắng thì mã trắng ăn lại hậu đen và với lợi thế hơn hẳn một xe, trắng cũng gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Do đó thì sau nước thí hậu cao thâm của trắng Đen biết là cô cố, cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi, nên đành chịu thua, dành sức đánh ván cờ thứ tư. Ở ván thứ tư, với lợi thế dẫn trước thì Quang Liêm chỉ cần hòa là sẽ có chiến thắng chung cuộc. Do đó anh đã khéo léo tung đòn cầu hòa, và sau 3 nước đi lặp lại thì ván cờ được xử hòa. Quang Liêm ngẩng cao đầu bước vào vòng bán kết. there we go. David Navarro has been eliminated i think with a draw mm. Liam progresses. Wow, Liam he is, he just keeps up playing his uh, fantastically impressive uh, chess. Uh, 30 seconds left in the auction for ở vòng bán kết, Liam sẽ gặp lại Jan Kristos Dudur, kỳ thủ số 1 người Ba Lan, người thắng trong trận tứ kết thứ tư, cũng là bại tướng dưới tay anh ở vòng bảng. Do đó thì cửa thắng của Liam là khá cao và cũng thật là may mắn là Liêm đã tránh phải chạm trán sớm với Ca Sen hoặc là Đinh Lập Nhân. Hai ông thần này sẽ phải quyết đấu với nhau ở bán kết. Có vẻ như là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đang ủng hộ Lê Quang Liêm. Liệu Quang Liêm có tiếp tục mạch chiến thắng để tiến vào chung kết gặp Củ Sen hoặc là Đinh Lập Nhân nữa hay không? Tùng Dôn sẽ cập nhật đến các bạn trong các video tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.